Chào các bạn. Thì trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nhóm hàm ngày giờ, nhưng mà những cái hàm này sẽ là xử lý về giờ. À, ví dụ như là hour nè, minute, second, time and time value. Thì ba cái hàm này là nó cũng giống như là đối với giờ, ngày tháng thì các bạn chúng ta thấy các bạn thấy chúng ta có là day minute year. Thì giờ thì chúng ta có hour minute. Ba hàm này nó cũng sử dụng để trích xuất một cái thành phần của một cái giờ đầy đủ. Rồi. Ví dụ như hour thì nó trả về cái giờ nha các bạn. Cái giờ chứ không phải giây. Cái giờ của cái chủ ngày. Đó. Giờ của cái chủ ngày. Ví dụ như chúng ta tính cái giờ hiện tại thì các bạn thấy làm sao để lấy giờ hiện tại thì chúng ta sử dụng hàm hour. Đó. Cái hàm mà để cho chúng ta lấy cái thời gian hiện tại là hàm gì các bạn? Now. Xong. Giờ hiện tại, giả sử giờ là 23 giờ. Rồi. Tiếp tục. Cái hàm minute thì nó sẽ trả về chúng ta cái phút. Cái phút thì chúng ta sử dụng lấy cái phút hiện tại thì chúng ta sử dụng hàm minute của cái hiện tại thì hàm now 26 phút rồi cái giây hiện tại thì chúng ta sử dụng hàm second của now đó. Rồi. Rất là dễ. Các bạn thấy cái hàm này nó ba hàm này sử dụng để trích xuất những cái thành phần của một cái giờ đầy đủ. Nó giống như để mình về đó. Đó. Rồi. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ làm một cái ví dụ để chúng ta nắm rõ hơn. Ví dụ như là bây giờ ở đây chúng ta có một cái giờ phút giây đầy đủ luôn. Nhiệm vụ giờ là trích xuất ba cái thông tin này ra. Thì các bạn thấy rõ ràng là chúng ta sử dụng là ví dụ như giờ thì chúng ta sử dụng hàm hour của cái ôm đây rồi xong đó giờ rồi phút thì chúng ta sử dụng hàm minute của cái ôm đây rồi phút và giây thì sử dụng hàm second rất dễ đó. Các bạn thấy 5 giờ 30 phút 20 giây đó, nó trích được những cái thành phần của một cái giờ ngày giờ cụ thể nha, rất dễ. Rồi tiếp theo là hàm time hàm time này nếu như chúng ta so sánh với những cái hàm về ngày thì nó tương ứng với hàm test đó. Rồi hàm time thì nó sẽ trả về giờ phút giây được định dạng với cái ngày nhập vào, tức là cái đầu vào của các bạn sẽ là ba cái thông số giờ phút giây riêng lẻ và nó sẽ ghép lại, nó sẽ hiển thị ra một cái dạng giờ phút giây chúng ta đã định dạng. Ví dụ rồi bây giờ các bạn thấy giả sử tôi ghi là 8 giờ đi 50 phút 30 giây đó, các bạn thấy 8 giờ 50 phút 30 giây ở đây giờ chúng ta định dạng hiện tại là nó chỉ hiển thị giờ với phút thôi, không hiển thị giây. Bây giờ nếu như muốn thì muốn hiển thị được không các bạn? Chắc chắn được. Chúng ta chọn đâu? Mấy cái này phải xem lại cái phần phía trước ha, đó là format cell, nhấp phải vô nó chọn format cell. Và chúng ta sẽ chọn cái dạng đó là HMS luôn, và hiển thị giờ phút giây. Đó. Hiển thị cho các bạn thấy. Rồi. Ví dụ như đây. Thêm một cái ví dụ nữa. Time. Bây giờ các bạn thấy cái hàm sum nó có đặc điểm như thế này. Ví dụ như ta ghi là tám giờ 50 phút cũng vậy nha, nhưng mà 63 giây thì sao? Các bạn thấy chúng ta tối đa bao nhiêu giây? 60 giây thôi. Như vậy ghi 60 như thế này nó làm sao? Có phải xin lỗi không? Không. Mà nếu như các bạn ghi 60 nó sẽ dồn quanh đây nó sẽ dồn quanh đây
60 nó cộng dồn đây là 51 và 3 vậy. Chúng ta sẽ đó. Các bạn thấy 51 và 3 vậy. Chưa? Rồi, ví dụ như hiển thị nó lên vào phút giây luôn ha. Rồi. Đó, các bạn thấy. Rồi một cái tiếp theo nữa. Với ví dụ nữa chúng ta sẽ chọn tạm. Giả sử như bây giờ chúng ta ghi là 20 gì? Đấy, 30. Thì giờ nó hiển thị sao các bạn? À, nó sẽ hiển thị cho bạn là 8 giờ PM. Đó. Tại vì cái hệ thống của ta đang hình dạng, đang định dạng cái kiểu là AM, PM. Được chưa? Rồi. Tiếp theo là cái hàm time value. Hàm time value này thì cái chức năng của nó sẽ trả về cái số thập phân của một cái thời gian được hiển thị bằng một cái chuỗi văn bản. Đó là lý thuyết. Và cách nói một cách dễ hiểu là như thế nào? Có nghĩa là các bạn đưa một cái số giờ vô đó, nó sẽ tính cho các bạn phần trăm cái số giờ đó trong ngày. Ví dụ như một ngày chúng ta có 24 tiếng đúng không các bạn? Thì giả sử như là 2 tiếng là nó chiếm bao nhiêu phần trăm ngày, 3 tiếng chiếm bao nhiêu phần trăm ngày, vân vân. Đó, thì cái hàm này nó cho chúng ta là cho cái đó đó. Rồi, giả sử như ở đây ví dụ 8 tiếng thì chiếm bao nhiêu phần trăm của ngày? Một ngày 24 tiếng thì 8 tiếng chiếm bao nhiêu các bạn? 1 phần 3 đúng không? Đó, như vậy là khoảng 33,5%. Đó. Rồi, và chúng ta sử dụng sao này đi. Và các bạn điền vô là gì? 8 tiếng thì viết làm sao đây? Quan trọng là viết làm sao? Viết. Ở đây các bạn thấy cái đối số của nó là gì? Time set có nghĩa là một cái chuỗi giờ. Thì phải viết ở cái định dạng giờ nha các bạn. Ví dụ như các bạn viết 8 như sao? 8. Được không? Không à. Đó. 8 như thế này nè các bạn viết. Có lỗi liền. Tại vì sao? Tại vì nó bắt buộc phải là cái gì? Chuỗi nha các bạn, chứ không phải là số. Đó. Tiếp tục đưa vào chuỗi rồi, tại sao nó vẫn báo lỗi? Tại vì cái này có phải định dạng giờ không các bạn? Không, đây nó là một cái con số. Giờ thì phải sao? Đó. Không phút, không giây, phải viết như thế này đây. Đó, thì các bạn thấy nó sẽ tính cho chúng ta. Thì 8 giờ nó sẽ là 1 phần 3. 1 phần 3 là ngang như đây là 0,013. Đó. Được chưa? Rồi, thì phần này chúng ta sẽ học, chúng ta đã học về những cái hàm về xử lý về cái ngày, cái giờ. Đó. Thì video đến đây là kết thúc. Rồi xin